Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng với Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức hội thảo mô hình tổ chức và hoạt động của Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đồng chủ trì hội thảo. Tham dự còn có lãnh đạo một số cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, lãnh đạo một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ sở đào tạo, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Đà Nẵng và một số địa phương trong cả nước. Phát biểu tại hội thảo, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt cho biết, những năm qua hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam phát triển khá nhanh. Riêng ba thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng chiếm 94% tổng doanh nghiệp khởi nghiệp cả nước và đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia tại ba thành phố này. Ngoài ra còn có 20 địa phương đã và đang hình thành các trung tâm hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, gần 100 cơ sở ươm tạo. Tuy nhiên do còn thiếu hành lang pháp lý nên các trung tâm lúng túng và gặp nhiều khó khăn trong hoạt động. Vì vậy, cần có sự thống nhất trong mô hình tổ chức và hoạt động cho các trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Ngoài các hành lang pháp lý và các chính sách hỗ trợ, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Việt Nam cần các cái trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo làm hạt nhân để huy động, khai thác, liên kết và tối ưu hóa các cái nguồn lực trong hệ sinh thái tại địa phương, tại trung ương, từ khu vực tư nhân và cả nước ngoài. Bộ Công nghệ tin tưởng rằng quy mô và hiệu quả hoạt động của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia của Việt Nam sẽ ngày càng được mở rộng và nâng cao, thu hút ngày càng nhiều các cái nguồn lực trong và ngoài nước, đóng góp ngày càng thiết thực hơn cho các cái mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Khi chúng ta thống nhất tổng thể hệ thống trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh cũng khẳng định, Nghị quyết số 43 của Bộ Chính trị về việc xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đã xác định mục tiêu xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế xã hội lớn của cả nước và Đông Nam Á. Với vai trò là trung tâm về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đây là định hướng quan trọng để phát triển hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố, và thành phố đã cụ thể hóa định hướng đó bằng nhiều cơ chế chính sách, chương trình, kế hoạch. Thành phố Đà Nẵng cũng đã thành lập trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trực thuộc Sở Khoa học Công nghệ, đồng thời phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai thành lập trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia tại thành phố Đà Nẵng nhằm hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp của thành phố nói riêng và cả khu vực miền Trung Tây Nguyên nói chung, kết nối với hệ sinh thái cả nước và quốc tế. Tính đến nay, trên địa bàn thành phố đã hình thành một trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hai trung tâm khởi nghiệp thuộc các trường đại học, chín vườn ươm, 4 không gian sáng tạo, 9 không gian làm việc chung, 4 quỹ đầu tư khởi nghiệp, các câu lạc bộ khởi nghiệp ở các trường đại học, cao đẳng cùng cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Theo đó, hội thảo tập trung thảo luận về thực trạng giải pháp định hướng cho việc thành lập và phát triển hệ thống các trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên cả nước. Nhiều ý kiến cho rằng, cái khó nhất hiện nay là thiếu các cơ chế chính sách cho hoạt động khởi nghiệp nói chung, các trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nói riêng, nên mỗi địa phương làm một kiểu và rất lúng túng, sợ sai. Các cơ chế đã thiếu lại còn khó thực hiện vì chồng chéo bởi nhiều luật khác. Và cũng vì thiếu hành lang pháp lý nên kéo theo nhiều vướng mắc, khó khăn và nhiều rào cản khác. Để giải bài toán này, gần như phụ thuộc hoàn toàn vào cấp trung ương và Bộ Khoa học và Công nghệ. Những ý kiến tại hội thảo sẽ được Bộ Khoa học và Công nghệ tổng hợp nghiên cứu để hoàn thiện thể chế, chính sách đi đến thống nhất mô hình hoạt động của các trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên cả nước.